Nhưng mà thực chất nhìn sâu vào bên trong của tâm thì không thể nào chúng ta thấy là cái trạng thái tâm nó đạt được một cái sự an ổn, một cái sự bình an cả. Nó chỉ đơn thuần là do chúng ta đạt được cái mục tiêu, đơn giản là nó có một cái trạng thái thỏa mãn đơn thuần mà thôi. Be careful when you wanting, every time you come wanting, how to be comfortable. Vậy thì những cái chúng ta mong muốn thì nó đem lại chúng ta một cái sự thỏa mãn như thế nào? Thì quý vị hãy lưu ý những cái trạng thái này khi mà chúng ta quan sát và nhận ra chúng. Thực ra thì khi chúng ta thấy các cái trạng thái tâm lúc đó là nó luôn luôn là bị khuấy động, nó không có được có một cái sự an tĩnh. Thiện tâm và bất thiện tâm đều sinh diệt theo luật vô thường. Vậy làm thế nào để nuôi dưỡng và duy trì thiện tâm? Và con thấy thiện tâm hình như không bị diệt ạ. Awareness and wisdom is not enough, and you can see the defilement is passing away. Every mind is rising and passing away, but they are happening many times. Continually happening. That's why. Because there is some thought there. That's why they continue happening. Chắc chắn một điều, tức là tất cả các cái trạng thái tâm nó sinh khởi và nó diệt đi. Nhưng mà vì do cái chánh niệm của chúng ta nó chưa có đủ và cái sự hiểu biết của chúng ta nó cũng chưa có hoàn thiện, cho nên chúng ta cũng có thể chưa nhận thấy các cái trạng thái sinh diệt một cách rõ ràng. Và mặt khác nữa thì các cái sự sinh diệt ở đây chúng ta thấy là đều do có các cái nguyên nhân, có các cái điều kiện luôn luôn là bị định hình bởi các cái nguyên nhân và điều kiện, nó liên tục sinh khởi và liên tục hoại diệt. Become habit, very strong habit and very powerful, and then this intensity very strong. So that's why it's happening many things, many times. If one is not disappear yet, another one comes. But actually, every mind is rising and passing away, but happening so fast. Và một cái điều nữa ở đây chúng ta thấy là cái tâm thức của chúng ta nó quá nhanh, cái sự sinh diệt của nó xảy ra quá nhanh. Và khi cái phiền não nó ở một cái mức độ rất là thâm căn cố đế, rất là sâu dày, cái này nó mới sinh khởi, có khi chưa kịp diệt thì lại tiếp tục những cái khác nữa, thì như vậy là nó liên tục, nó tạo ra một cái mức độ dày đặc và dường như là nó bị đông cứng. Thì chính vì vậy mà chúng ta có cái cảm giác như vậy, nhưng trên thực tế thì liên tục các cái trạng thái tâm này là sinh khởi và hoại diệt, luôn luôn sinh khởi và hoại diệt. When the defilement is very strong, awareness is weak, wisdom is weak, then you cannot see the rising passing away. When the wisdom and awareness is very strong, defilement is weak, then at that time you can see clearly about the rising and passing away. Thì khi mà cái phiền não nó đang còn sâu dày, nó đang còn mạnh, và chánh niệm cũng như là sự hiểu biết của chúng ta nó rất là yếu ớt, thì chúng ta không thể nào thấy được sự sinh khởi và hoại diệt của các cái phiền não này. Nếu như các cái phiền não nó đã bụi được sự sinh khởi, sự chánh niệm cũng như là hiểu biết trí tuệ của chúng ta được tăng trưởng một cách vững mạnh, thì lúc này chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng hơn sự sinh khởi và hoại diệt của các phiền não. Kính thưa ngài, con không có nhiều tâm định, không thể đi sâu vào định, nên con muốn giải thoát bằng trí tuệ là suy nghĩ chân chính để diệt trừ phiền não. Con chỉ thiền quán không thôi, con không quan thiền chỉ có được không?
Nếu vậy, con có hy vọng giải thoát sinh tử được không? Cảm ơn Ngài. Momentary concentration is enough, but you must have continuity of awareness. Ở đây chúng ta thấy là điều có thể nếu như chúng ta thực hành thiền quán mà không cần phải đi qua thiền chỉ. Và trong thiền quán thì nó cũng không cần phải có một cái bước định quá sâu, nhưng mà chúng ta cần phải có định trong từng sát na và trong từng khoảnh khắc. Và cái vấn đề mấu chốt, vấn đề quan trọng ở đây đó là chúng ta cần phải có cái chánh niệm, cái sự ghi nhận một cách liên tục trong từng khoảnh khắc, từ sát na này sang sát na khác một cách liên tục và liên tục. Như vậy sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu của mình, đó là thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Xin cho con hỏi làm thế nào để quân bình tứ đại, đất nước gió lửa, ví dụ như thông qua cách ăn uống nhằm hạn chế sự đau nhức tê chân ảnh hưởng tới việc hành thiền. Yes, you can know how to eat, how to balance with the weather. It's affected to your body also, and also mind. If your good state of mind is a good rupa is coming. So you can balance with because of this. If you have a wisdom. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có cái trí tuệ, có cái sự hiểu biết thì chúng ta sẽ biết cái cách để quân bình. Đối với cái tứ đại này, vì như đã đề cập ở trên, tức là thân của chúng ta là nó chịu ảnh hưởng của bốn yếu tố, trong đó là cái yếu tố về vật thân, có yếu tố về tâm. Khi mà cái trạng thái tâm của chúng ta nó tốt thì nó cũng ảnh hưởng tới cái thân này. Chính vì vậy nếu mà hiểu được bốn cái yếu tố tác động lên thân này, đó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thân, và chúng ta có một cái sự hiểu biết một cái trí tuệ ở đó thì chúng ta cũng sẽ biết cách quân bình cái thân tứ đại này. Khi ngồi khi thiền, con có ghi nhận về âm thanh, suy nghĩ về tâm tiết, có xem lại tâm tiết xem ở trạng thái gì thì thấy tâm quân bình dễ chịu, nhưng cũng có mong muốn biết nhiều hơn hoặc chán nản, nhất là về cuối thời thiền. Có đặt câu hỏi nhưng tâm không trả lời, chỉ ngồi chờ xem sao thì có tâm chấp nhận cái biết hiện tại chỉ như vậy, ít biết ít vận thôi. Tâm quân bình quá trình đòi hỏi biết hơn và chấp nhận ít biết ít, lặp lại cho đến hết thời thiền. Xin thầy cho biết chấp nhận như trên có phải là buông xuôi quá không? Con hay gặp tình trạng này, cứ chấp nhận vậy thì chỉ an ổn lúc đó mà không chắc có tăng trưởng hiểu biết. Xin thầy hướng dẫn.
want to move, also have a craving. You need to only interest in the present moment. Nếu mà chúng ta mong muốn thì dĩ nhiên là nó có một cái động cơ tham ở đó. Và cái vấn đề ở đây tức là chúng ta chỉ cần có một cái sự thích thú trong quan sát mà thôi. Cái điều yếu tố hay là cái tố chất cần thiết ở đây đó là cái sự thích thú quan sát. Và cũng đừng có mong chờ, đừng có hy vọng, kỳ vọng quá nhiều vào bất kỳ cái điều gì xảy ra cả. Vì tất cả cái đó đằng sau là động cơ của tâm tham. Chính vì vậy mà chúng ta hãy quên đi các cái kết quả phải cần hướng tới, và chúng ta hãy ghi nhận những cái gì đang xảy ra mà thôi. Chúng ta đang quan sát và ghi nhận đối với các cái hiện tượng sinh khởi ngay trong hiện tại. If you are wanting, if you cannot get it, become boring or upset, better. Và nếu như mà chúng ta có một cái mong muốn đạt được và cuối cùng thì cái kết quả nó không được như ý mình thì dễ dàng là chúng ta trở nên thất vọng và chán hẳn. If you understand what as much as you do, as much as you get already. If you understand that much, it's not wanting too much. Just practicing continuously, result is come. Depend on your practice. Nếu mà chúng ta hiểu là những gì mình đã nỗ lực thì chúng ta sẽ đạt được một cái sự tương ứng, thì cái điều đó nó cũng không có quá dẫn tới cái sự mong đợi, sự mong chờ, những cái hoài bão, những ước vọng của chúng ta. Những cái gì mà chúng ta cố gắng thì tương ứng là cái kết quả của nó đạt được. Vậy thì chúng ta hãy nỗ lực cố gắng và đừng quá kỳ vọng, đừng quá mong muốn vào bất kỳ điều gì, bất kỳ kết quả nào. Hôm nay thời điểm sáng khi nghe thiền sư hướng dẫn được một lúc, con thấy cảm giác đau ở chân, khó chịu, nhắc nhở về chánh kiến, cảm giác chỉ là cảm giác, vẫn thấy cảm giác khó chịu không bớt, khó chịu hơn, cũng không chuyển đối tượng được, tâm dính vào khó chịu, đổ chân vẫn khó chịu không bớt, còn hết cách ngồi im vậy, xem chịu được bao lâu. Thì lúc sau tâm tự động giãn ra và có tâm khác nói tập trung quá vào lời thầy, tâm không thích tập trung thế, rồi thấy mặt bớt cau, giãn ra, khó chịu cũng bớt hơn. Có khi nào nguyên nhân chính là do sự tập trung quá, đau chân chỉ là báo động nhầm? Xin thầy giải thích cho con rõ hơn được không ạ? Con xin cảm ơn. Thầy ở đây đồng ý với cái ý kiến như vậy.
tức là khi mà nói ra nguyên nhân chính là do sự tập trung quá và đau chân chỉ là đó động nhầm, thì chúng ta đã nghe được toàn bộ cái kinh nghiệm mà cái vị thiền sinh cũng đã trình bày ở đây. Và cái câu hỏi đó là nguyên nhân chính có phải là do tập trung quá và đau chân chỉ là báo động nhầm. Con có cần phải học vi diệu pháp không? Vì con thấy rất nhiều người nói rằng phải học vi diệu pháp mới thực hành thiền vipassana được. Xin cảm ơn thiền sư. Sau khi mà kết thúc khóa thiền này thì chúng ta có thể tiếp tục học vi diệu pháp. Trong khóa thiền thì không nên có học vi diệu pháp trong khóa thiền, còn sau khi kết thúc khóa thiền thì quý vị có thể tiếp tục học vi diệu pháp. Thực ra thì chúng ta ở đây chúng ta đang thực hành, chúng ta cũng nói về tâm. Vậy thì trong Abhidhamma cũng là đề cập về tâm. Như vậy thì tức là chúng ta cũng đang nói về Abhidhamma, tức là trong đó cũng đã bao hàm cả Abhidhamma trong cái sự thực hành của mình rồi. Trưa nay con ăn cơm cảm thấy ghi nhận rằng ăn ngon, nhưng ăn một hồi thì thấy mất chánh niệm, bị cái ngon quấn hút. Vậy con phải làm gì để làm chủ cảm giác ngon đó, tức là không bị hút vào món ăn? Xin cảm ơn thiền sư. Thực ra thì món ăn thì không có ngon, mà thực ra chúng ta nghĩ là nó ngon. So, every time you're eating time, tomorrow start meditate. Aware your feeling, your intention, and action also, taste also, quite aware. Then you can practice and the craving is free. Và trong các cái buổi sau từ ngày mai, khi mà chúng ta hãy ghi nhận tất cả các cái cảm giác, tất cả các cái tác ý, tất cả các cái hoạt động, các cái trạng thái thì liên quan tới cái quá trình ăn đó, thế để rồi chúng ta nhận thấy rằng nó diễn ra như thế nào, và chúng ta cũng không có quá là bị cuốn hút bởi các cái vị của nó. Khi mà có các cái vị thì chúng ta hãy ghi nhận toàn bộ tất cả các cái hiện tượng đó khi mà nó sinh khởi. Just don't forget when you're eating and just remember. Và cái điều quan trọng nữa ở đây chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại rồi và cũng còn phải lặp đi lặp lại nữa, đó là chúng ta luôn luôn cần phải kiểm tra và luôn luôn chắc chắn là chánh niệm của chúng ta cần phải có mặt trong suốt cái quá trình ăn. Luôn luôn chúng ta kiểm tra từng chút một. The mind thinks this is delicious. The mind, awareness can recognize mind state like this. Và khi mà cái tâm của chúng ta nó nói rằng món ăn ngon quá, thì nếu mà có cái chánh niệm tốt thì quý vị sẽ nhận thấy rằng tâm nhận ra là chúng ta đang nói là đồ ăn ngon. Thực ra là cái tâm nó nói đồ ăn ngon. Whatever happening, don't forget awareness. Và kết luận một điều ở đây đó là cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, chúng ta đừng quên chánh niệm, đừng đánh mất chánh niệm của bản thân.
Xin thầy cho biết tại sao sau một thời gian thiền khoảng 20 phút con hay bị ngứa họng? Cái điều này nó xảy ra là vì rất nhiều các cái lý do, đúng không? Rất nhiều lý do. So, why is it not important? Why is it important? Ở đây thì là tại sao? Không phải là cái câu hỏi quan trọng, mà cái việc mà duy trì chánh niệm là quan trọng. Chúng ta có một cái thái độ chân chánh, cái thông đúng đắn là quan trọng, chứ không phải là cái câu hỏi tại sao là quan trọng. Okay.